Hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Nam Căn hàng năm bị thiệt hại do sạt lở đất. Qua thống kê, tính đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 28 điểm với chiều dài khoảng 727m, làm sạt lở 310m lộ giao thông nông thôn, sập hoàn toàn 4 căn nhà, ảnh hưởng một phần 2 căn nhà và một số tài sản khác. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ 436 triệu đồng, không thiệt hại về người. Trong đó, xã Lâm Hải là địa phương xảy ra sạt lở nhiều nhất với 10 điểm. Thời gian qua thì trên địa bàn tình trạng sạt lở diễn ra rất là phức tạp, gây ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt cũng như là gây ảnh hưởng đến cái tài sản và tính mạng của người dân. Thì trước cái tình hình đó thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện cũng phối hợp với các ngành chức năng và ủy ban dân các xã thị trấn tăng cường cái công tác vận động tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh sạt lở của người dân. Tình trạng sạt lở ở địa bàn xã Tam Giang, huyện Nam Căn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Bình quân mỗi năm từ 10 vụ trở lên làm thiệt hại nhà cửa, vuông tôm của người dân, các tuyến lộ giao thông nông thôn. Theo đó, do vị trí nằm ven sông, hợp tác xã chế biến than 2 tháng 9 cũng thường xuyên bị ảnh hưởng sạt lở, gặp khó trong hoạt động. Để khắc phục tình trạng này, xã cũng đã có kế hoạch sẽ di dời hợp tác xã về vị trí khác an toàn hơn. 2 năm trước đây tôi có một cái lò và cùng ông anh một cái hai cái lò nữa mà bây giờ bị sụp lún 2 năm nay rồi. Thành ra giờ cuộc sống của tôi nó eo hẹp, thành ra vợ con tôi hiện tại giờ đi mặn Bình Dương hết trơn. Tôi cũng mong nhà nước là ngay chỗ là di dời qua cái khu mới để cho tôi để có cơ sở để canh tác mà ăn để cho phát triển, chứ giờ quá khó khăn, giờ chỉ đi làm thuê thôi. Chứ giờ làm thuê hàng ngày nào sống ngày nấy, chứ giờ hết biết đường sống rồi. Nửa đêm vậy là bắt đầu nó phát lên, nó xé ra là nó tuột xuống luôn, là tránh không kịp, thành ra là tuột đi ra giữa sông hết trơn luôn, mất toàn bộ, không còn gì cả, là đi hết trơn luôn, 3 căn lò là đi ra ngoài hết trơn, không còn căn nào. Sạt lở thường xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 6. Đến thời điểm này, tại hợp tác xã chế biến than 2 tháng 9 xảy ra sự cố rạn nứt 2 điểm gây ảnh hưởng đến sản xuất, theo đó khoảng 5 hộ đã ngưng sản xuất. Ngoài ra, các thành viên của hợp tác xã không dám dự trữ nguyên liệu do sợ sạt lở. Từ đó xuất hiện tình trạng không có nguyên liệu chế biến. Bà con cũng kiến nghị đến các ngành chức năng, đó là sớm làm sao có cái giải pháp để hỗ trợ cho hợp tác xã để có được cái mặt bằng để xây cắt, để duy trì cái ngành nghề, rồi đó là để tạo cuộc sống, cái nơi là cho được ổn định và bảo đảm lâu dài hơn. Chung thì cách đây cũng khoảng từ 2 năm trở về đây thì đối với hợp tác xã thì gây ra là ba vụ là sạt lở. Thì hiện nay thì đối với hợp tác xã còn lại 19 hộ đó, thì hiện nay là hết 2 hộ là không sạt lở, là không còn đất để rồi là xây cắt sản xuất, còn lại thì 2 hộ thì di dời lên trên được. Thì nói chung thì các hộ này người ta cũng 2-3 cái lò mà hiện nay xây được một cái thôi. Thì tình hình sạt lở thì nói chung là mất trắng 100%, không lấy lại được gì tài sản cả. Nói chung là chôn vùi lấp ở dưới đáy sông hết. Còn tại khu vực chợ Kinh 17, sông sâu, nước chảy mạnh, nguy cơ sạt lở rất cao. Nơi đây được đầu tư xây dựng bờ kè, người dân cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên, gần 2 năm nay, một đoạn kè bị sự cố sạt lở nhưng chưa được khắc phục. Người dân mong các ngành chức năng sớm sửa chữa đoạn kè này để yên tâm buôn bán sinh hoạt. Để phòng chống cái sạt lở trong thời gian tới thì đối với xã cũng kiến nghị các cơ quan cấp trên thì sẽ có cái quy hoạch để bố trí di dời các hộ dân sống ven sông có nguy cơ sạt lở đến nơi là an toàn để mà ổn định cuộc sống, để đảm bảo trong quá trình sản xuất sau này. Trong năm 2021 thì xảy ra một vụ sạt lở đối với cái khu vực là nhà lồng chợ Kinh 7, thì qua đó thì xã cũng đã kiến nghị huyện. Huyện cũng đã kiến nghị tỉnh, cũng đã được tỉnh hỗ trợ đầu tư nguồn vốn để khắc phục tình trạng sạt lở này. Đặc biệt là lưu ý người dân không có chất chứa vật nặng, cũng như là để người già, phụ nữ và trẻ em ngủ nghỉ qua đêm ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cũng tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cho các ngành, ủy ban nhân dân các xã thị trấn củng cố kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp xã và ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp huyện, đội thanh niên xung kích tình nguyện cấp xã và lực lượng tại chỗ để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra.